Hồi ăn xong tính tiền sao? Tính tiền phim. Ờ, anh có đi vòng thành không? Chứ không, em đi vòng vòng đi tắm hôm qua mà không có được tắm. Tắm đâu? Tắm đây nè, hồ này nè. Ừ, vậy ông không lấy xe đi không? Chứ em xe đi xong rồi biết đi xe, chạy xe. Tôi muốn xe đi. Đi vô thành không tí chiếc xe. Anh cho nào cũng vậy. Cho nào cũng về, tụi em chạy. 3-4 giờ mới về. Hồi 3-4 giờ lâu quá, tụi em đi vòng vòng nữa. Không được thôi. Dạ, dạ. Đi 3 người đi, chở 3 được không? Em nghĩ là thành phố du lịch mà. Hai anh Sến. Ừ. Thành phố du lịch chắc nó cũng hay vọng được, hay vọng được. Không được thôi. Chị hồi em đứng đây vòng có một gì muối em lấy ra cho anh. Trước khi mình đi bốc vé. Trước khi mình đi bốc vé nè, bây giờ. Quay lại. một hai ba trời ơi đâu mà 5-6 con bướm rồi đâu bay lên trời. Một, hai, ba. Đó bây giờ. Yeah. Hai, ba. Rồi. Ở đây con chờ đứng nhau quá. Đi đúng rồi, đi vòng hay ha. Dạ, đi vòng chưa biết. Chỗ này chỗ nào đi chạy xe được, đi đi đấy. Dưới ờ, để sơn đúng màu sắc hết trơn ha. Năm sau mình qua kia mình cũng đi.
hút bên cường. Wow, đẹp quá hả? Đó là màu sắc đúng là lại du lịch ha. Tây không vậy ha? Đây ha. Xe đi Tây ha. Ủa đi. Các người thật. Mới có này thôi, kia chưa có. Ở đây có tên chơi nào mình không thấy chưa thấy. Wow, ai dám trụ này không kìa. Cao quá anh đại. Trụ nữa. Bạn lại nói chi không? Bây giờ mình đang ở đâu? Hiện giờ mình đang ở WinWorld. Dạ. Của tập đoàn WinPearl ở tại Phú Quốc. Dạ. WinWorld là một cái trung tâm giải trí đã khác với WinPearl. Cách nhau có một đoạn đường thôi. Dạ. Rồi bên đây thì nó là chủ yếu là về đi du thuyền. Dạ. Có mấy cái show. Dạ. Cho khách vô miễn phí nhưng mà có show thì tốn tiền. Dạ. Còn WinPearl đó là vô phải có tiền. Dạ. Tốn tiền tại khu đến khu resort, khu nghỉ dưỡng thì những người mà ở trong đó mới được quyền vô đó, còn dân mà giảng lai thì phải vô có vé. Dạ. Rồi đây là WinWorld. Dạ. Đây này rất là đẹp. Mình nghe nói nổi tiếng trong này là có cái thuyền chèo là bên Ý đó, bên Italy đó. Dạ. Dạ. Nó làm vậy. Rồi. Dạ. Dạ, nói anh tới tài xế sao không có ai đi nha, tài xế này. Tài xế tên gì nè? Em Lộc. Dạ. Lộc. Rồi. Dạ. Dạ. Tài xế là dạ. Quá tài là Lộc, coi như là giao giao xe chở là ông muốn chạy đi đâu vậy. Dạ. Đó. Anh còn độc thân mà. À không có, không có vợ rồi, độc thân. Tập thân tại chỗ thôi. À, rồi xuống đi vòng nhiều hả? Wow. Dạ không em? Ở đây nó quá. Người ta tối người ta chơi, người ta chỉ tập trung cái hồ thôi. Dạ cái này người ta mở cửa rồi nhưng mà khách vắng quá người ta không có kinh doanh đó cô. Dạ ngoài đó bãi biển ngoài đó là bãi đó là bãi dài và có cái đảo đó là đảo Đầu Mồi luôn. À Đầu Mồi lên đẻ phải không? Dạ.
ta bán bia với mấy đồ đồ giặt rồi đó. À. Tôi có người kinh doanh. Dạ đúng rồi, chốt cái đó là người ta. Dạ cái đó thì chưa có người kinh doanh. Nó cũng nhìn chợ đêm giá hàng. Dạ đúng rồi. Hello. Hello. Hello Phú Quốc. Ủa? Đây là gì? À. Dạ mình chạy xuống bãi biển. Ủa mới được có cái. Ta chip bán đâu? Về lấy không? Dạ chip ở đây. Rồi rồi, về lấy phải không? Cấp đi. Dạ đó bãi biển bãi dài nè. Chỗ cái trạng mình buồn quá. Quá buồn luôn. Quá gì? Một lát, ồ một lát thì ngày mai là mình đi là xong hết một ngày phải không? Bốn là cái bãi sau của nó là rồi, vậy là mình có xuống đây chụp hình không ạ? Coi đi, đi vòng vòng đi. Xuống tắm, xuống tắm, xuống tắm. À, đi, xuống tắm nè. Em xuống, đây. Em vô cho mát. Rồi, rồi, rồi. Rồi. Rồi, chia. Ồ, bóp rồi ha. Sông lớn hay đi ngoài đảo lý sơn bơi sực bơi ngửa luôn. Anh đứng nữa anh chụp hình.